Ngày 12 tháng 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội CSIE dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức sự kiện vinh danh doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam năm 2020, IMAP Choice 2020. Đây là động lực và đồng thời cũng là kết nối những sự hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp xã hội Việt Nam hồi phục hậu COVID-19. Là doanh nghiệp xã hội có nhiều đóng góp với cộng đồng trong việc bảo tồn, phát triển các đặc sản quế hồi, Vinasamex đã và đang đưa sản phẩm quế hồi trở thành chỉ dẫn địa lý trong các đặc sản của núi rừng Việt Nam trên bản đồ thế giới. Mỗi năm, nhà máy Vinasamex tạo việc làm cho 15.000 lao động địa phương 3 tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, mang đến sinh kế cho cộng đồng địa phương. Vinasamex cũng là doanh nghiệp được xướng tên ở IMAP Choice 2020, hạng mục doanh nghiệp tiên phong 2020. Và một cái chương trình như thế này thì sẽ có một cái động lực rất là lớn cho những doanh nghiệp tạo tác động xã hội như chúng tôi. Một cái sự kiện mà có thể tụ họp được rất là nhiều doanh nghiệp có tác động xã hội cũng như là doanh nghiệp xã hội của Việt Nam. Và cái chương trình này nó giúp lan tỏa những cái sáng kiến kinh doanh mà qua đó cái mô hình kinh doanh đấy đóng góp rất nhiều cho xã hội, cho cộng đồng và những cái yếu tố khác như là môi trường hay là chống biến đổi khí hậu hay là giáo dục. Trong khuôn khổ chương trình, 9 doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong số hàng trăm doanh nghiệp trên bản đồ số hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động xã hội IMAP đã được bình chọn, vinh danh. Với các doanh nghiệp, đây không chỉ là động lực mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp xã hội mở rộng mạng lưới, kết nối kinh doanh, tìm kiếm thị trường và sự hỗ trợ trong điều hành, kinh doanh. Các cái sự kiện như thế này thì cứ mỗi một sự kiện thì chúng tôi bắt đầu lại ghi nhận và chúng tôi có đo lường và ghi nhận được rằng là có các cái doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn bắt đầu quan tâm đến cái việc là mua hàng từ các doanh nghiệp xã hội. Và bản thân chúng tôi thì cũng đằng sau cái câu chuyện này chúng tôi đang vận động cho cái việc là các cái cơ quan chính phủ của Việt Nam ấy thì có một tỷ lệ mua sắm công phải đến từ mua sắm từ các doanh nghiệp xã hội. Thì đấy là cái mục tiêu cuối cùng của các hoạt động của IMAP Choice, không chỉ là vinh danh và tạo động lực mà cái câu chuyện là chúng ta phải kết nối thị trường. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp xã hội cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để vượt qua khó khăn hậu COVID-19, không chỉ là chính sách mà còn là bài toán kết nối mở rộng thị trường. Thực tế là chúng ta đã có luật về một điều luật liên quan đến hoạt trong cái luật doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, nhưng các cái chính sách cụ thể để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội hiện nay là chưa cụ thể, và do vậy mà tôi cho rằng là cần có những cái chính sách từ cấp vĩ mô để mà định hướng và hỗ trợ. Bên cạnh đó thì các hệ sinh thái cũng cần phải đồng bộ phát triển để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp xã hội phát triển, đóng góp tốt hơn cho xã hội. Thì thông qua cái hoạt động IMAP Choice như này, chúng tôi bên cạnh cái việc lựa chọn và vinh danh các doanh nghiệp có tác động tích cực trong xã hội, còn để lan tỏa cái ảnh hưởng cũng như nhận thức của xã hội đối với doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp tạo tác động xã hội là loại hình doanh nghiệp cân bằng giữa cả hai định hướng chiến lược tạo giá trị kinh tế và tạo tác động tích cực lên xã hội và môi trường. Theo nghiên cứu của CSIE và UNDP năm 2018, có khoảng 4% khu vực doanh nghiệp Việt Nam với tổng số hơn 20.000 doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam.